Mới tới gì tầng hàng 1 giờ mấy giờ? Sắp đến biển báo, tốc độ giới hạn 100 km/h. À, đang ở cao tốc là vận tốc chạy vô tư 100 km/h các bạn. Các bạn đang cùng khám phá đó đây, đi trên cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn vào thành phố Tân An, tỉnh Long An. Với cái trục đường giao thông chính này nhảy ở Đông, phía Đông bây giờ Bình Phước từ đó tới xe cầu Mã Đà để kéo với tỉnh Tây Nguyên đi giữa đó để đi qua bên Đồng Nai. Mà tính ra Đồng Nai nó cũng làm việc cũng bài bản nè, không máy nè. Chúng ta phải bằng mọi giá là nó cái nghĩa là nếu mà nó chống như vậy là cái nghĩa là nó cũng đàng hoàng, nó làm nó biết nhìn xa trong tổng đó, nó tức là nó cũng có suy tính là đàng hoàng, chứ không phải là như mấy ông kia cái chỗ đó là không nên là nhiều đến kinh tế đáng kể thôi. Mà cái đó nó đúng nó ngay cái vùng lõi rừng luôn, tức là ngay cái trung tâm của rừng mà. Nếu vẫn bìa rừng thì được, lỗi rừng là nó hái toàn bộ ảnh hưởng nó nhiều. Đó là một rồi lúc ra thì ra đường nào? Ra đường em cũng là lẽ. Không không, đường này là một chiều thôi. Đó, có người lên. Này hướng kia vậy hả? Tốc độ giới hạn 60 km/h. Ủa bởi cái này nó quẹo, cuối cùng nó quẹo trái chứ quẹo phải đâu. Một người hắn dòng cái trồn này nè. Để nó xuống á. Cái đường lối thoát của cao tốc nó đều như vậy hết á, nó đều không một cái dòng như vậy hết á, để hạ độ cao á. Nè, thấy ra đây nè, đúng không? Ra đây nè. Vui lòng giảm tốc độ. Không, cái đường này là lối thoát xuống. Nó xuống một cái hướng từ Tiền Giang qua. Kia, bên kia, đúng rồi. Ủa, cách trạm thu phí kìa. Thu phí này, thu phí đâu, thu phí của quầy tóc. Tức là đi từ hướng nào đi cứ đi ra khỏi cái tóc gì là cái tóc là sẽ thu phí. À, cách trạm. Của nhưng mà nó khi một cao tốc nó không thu phí, chủ trương không thu phí thì không có trạm thu phí. Rồi qua trung tâm thì phải trái thì được đi được hết rồi. À, rồi bây giờ mình chuẩn bị vô thành phố Tân An rồi đó. Chuẩn bị gần vào thành phố Tân An rồi. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Ủa, không biết cứ chạy lại. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Có mẹ quay. Coi xíu chứ. Tốc độ giới hạn 50 km/h. Mẹ bà tắt cái máy lạnh luôn á. Dưới này tắt máy lạnh luôn, ấp lại luôn. Ấp lại luôn. À, mặt ngoài tắt rồi mở hàng lý nữa, ấp lại. Này gì đây? Vô không? Vô xíu qua cái ngã tư là lên.
Ủa là mình ngồi ở đây cái mình kéo nó này mình thấy nó ngược ngược sao? Rồi bỏ cái này phớt xuống dưới đây đi nè. Phần ngang mà tính ra nó cũng có cái tiện lâu lâu mà nó cũng chậm. Mình nói nó như kia. Lâu lắm này nó cũng như giờ một rồi. Mà giờ trong thành phố cái đi đại đại chứ. Có gì đâu. Vui lòng giảm tốc độ. Rồi cái trung tâm mà ngang. Đã có gì. Ba cái tư là bao quay được rồi, dân đông rồi. Qua đây hả? Qua tối nay hả? Dạ. Nhưng mà ở đây cũng chơi đi xíu nữa cũng được đi, không đi xuống dưới nữa. Bàn nữa. Nó trung tâm ngay nó bèo lắm. Trung tâm nó cũng bèo nữa. Nhìn nó như nó thiêu rồi nhá. Đã đến trung tâm của Tân An rồi nè. Nó có nhỏ ở dưới có trung tâm cái quán cà phê trung tâm. Đó có cái quán cà phê nó rẻ tiền luôn. Đây mà. Con có xuống này một lần. Đó là làm hay thế xuống này một lần. À nhưng mà ở có cái khúc bờ sông cũng được. Đó đi.